Bữa nay không biết ngày mai mình sẽ ra sao, cho nên mình phải quay về với tâm linh, nương tựa với cha mẹ thượng đế. Để cái hình này á là ở trên núi, quý vị thấy á, cái này hình này hồi lúc mà Kiều mới mua cái núi năm 2014 thì ngay ở khu núi Thiên Long Sơn á có khu Công giáo Kiều để tượng Đức Mẹ. Thì quý vị thấy á, ở trên này á là ông rồng, ông xuất hiện trên núi, thì từ đó đó thì mới đặt là Thiên Long Sơn là ông xuất hiện nè. Cái buổi chiều đó thì nhớ là cái cuốc cuốc đất nha, cuốc đất cuốc cỏ, cái tự nhiên cái vừa cầm cái cuốc cuốc ba cái cuốc, cái lưỡi cuốc cỏ nó văng ra, cái việc lấy cây khác cuốc cũng bị văng ra, cũng biết sao lạ. Xong cái một hồi có cái anh bắt á, anh nó gần, anh thấy mấy vị á, là bao phủ Kiệt hết, ông lấy cái máy chụp hình ông chụp cũng không có ra cái hình Kiệt trong cái máy chụp hình nữa. Thì mấy vị nói á, là giống như không cho Kiệt cuốc vậy đó. Ở thì trên núi thì Long Sơn nhiều cái chuyện linh lắm, thì hình này hình thiệt á. Để hình cha mẹ đi đó, cha trời mẹ đất. Linh hồn có nghĩa là cái biết sẽ làm cho người thăng tiến hay thụt lùi. Tâm thiện thì về thiên đàng, tâm khởi vọng chấp si mê thì nhập cảnh địa ngục, tâm khởi vọng chấp trung nghĩa thì về thần hoặc thánh. Nghĩa là khi mình sống á, mình có cái máu anh hùng á, mà mình làm chuyện đại nghĩa đó, mà mình không có biết tu mình cũng được thành thần nha. Đó thì đang nói trong lúc mình đang chống Covid, chống chiến tranh, chống đói rách, chống thiếu thu nhập, chốn vật giá leo thang nè, thì chỉ có quay đường tâm linh thôi, không có gì quý hơn độc lập tự do. Hôm nay Kiệt nha, mượn cái lời của bác dạy là không có gì quý hơn ngồi thiền đọc kinh, thì mình nên hiểu mấy này một chút. Tâm khởi yếu hiền thì nhập cảnh người, tâm khởi vọng chấp tham lam ích kỷ thì trực cảnh ngạ quỷ đói rách súc sanh. Đó nhiều đó, tâm khởi niệm sân hận thì sẽ nhập vào cảnh súc sanh. Còn cái tâm chấp tham lam ích kỷ thì trực cảnh ngạ quỷ đói rách. Ngạ quỷ là cái con quỷ nó cổ nó bằng ngón tay út vậy đó, cái cổ cái bụng nó bự gì, cho nên nó ăn nhiều cũng không có no hết. Mà thường cái đó đó là đại gia nhiều, đại gia với mấy người mà hiện giờ mà đang ăn trên ngồi rồi á, tiền tỷ rồi đó, thì sẽ thành ngạ quỷ rất là nhiều, từ cái tâm của họ tham ích kỷ nhiều. Cho nên ở núi Thiên Long Sơn á, lâu lâu Kiệt nhìn xuống biết bao nhiêu vong linh ở dưới nó chết. Covid kỳ này là khoảng nhiêu 5-6 triệu người, trong đó có rất là nhiều người giàu có, mà khi chết gia đình họ người Mỹ họ không có biết cúng, thì họ cũng vẫn đói lang thang bay đầy ở chỗ sân góp, ở dưới có sân góp. Thì lâu lâu á mấy mấy vị mới nói ban cho họ một buổi tiệc, thì mình cho họ ăn, thì đa số là họ rất là thích ăn đồ Mỹ như là pizza hay là burrito với mấy cái lon khúc. Chứ còn lúc mà họ còn sống là phải ở ăn nhà hàng 5 sao, giống như kiểu ăn khoa phúc vậy đó, ngủ khách sạn 5 sao 7 sao. Còn bây giờ chết rồi á, chỉ ở những cái gốc cây, những cái hốc xó hôi hôi hám, mà những cái nhà quan người ta không có đến, rồi tụ bè tụ đảng vậy. Cách đây gần 7-8 năm về trước, Kiệt biết sẽ có một cái đại nạn và rất là nhiều vong linh sẽ đi giấc dưỡng như vậy, không có nơi nương tựa và không có ai lo. Thì Kiệt mới phát tâm đi về Phú Quốc, Hàm Ninh á, để định xây cái tháp. Lúc đó Kiệt định bỏ 10 triệu đô ra xây cái tháp là để cho cái thời tận thế này. Nhưng mà cái tháp không có ra đời được, là vì bị tà phá nhiều. Thì mình nói tóm tắt,
Cho nên hôm nay 5-6 triệu vong linh của Covid bay khắp hoàn cầu. Rồi khi họ chết họ có ngủ thông nha, ma có ngủ thông. Họ mới biết kiệt là ai, họ biết núi là núi có Chúa ở trển, có cha, có mẹ, có Phật ở trển. Thì họ mới tụ về đó để mà họ có một cái nơi nương tựa họ khấn. Cho nên lúc nào á, cái núi Thiên Long Sơn á, ở trên á, thì tiên Phật Thánh đà, ở trên đó cũng đang lại cha lại mẹ, cũng có chư thiên, cũng có chư thần. Và những người nào kiệt cho vô thì vô. Còn vong linh á, là nó có cái đường ranh giới, nó cũng giống như cái dây gào kẽm gai điện vậy đó, họ không có vô được Thiên Long Sơn. Cho nên cái núi Thiên Long Sơn mình hoạt động rất là đông người. Những năm về trước, trước khi bị chi cục bộ với mấy cái người ở vùng này nè khóa cửa lại, thì cả 100.000 người lên, tết cả mấy chục nghìn người lên, cũng không có một tai nạn nhỏ xíu nữa. Đó là mình nói về lông vong linh. Thì những người mà ăn trên ngồi rồi, tỷ phú đại gia cũng giống như Michael Jackson còn sống là rất là nổi tiếng, tiền bạc giàu có khủng khiếp, nhưng mà khi chết cũng vẫn là con ma. Mình đâu có mang theo được cái gì. Đồng tiền của thế gian nó không có mang theo, qua cõi kia không có xài được. Khi cái đói là do cái tưởng. Mình có bốn loại thức ăn. Cái tưởng thức đó, lúc mà mình còn sống, mình ham ăn, hay là mình ăn đồ ngon, hay đồ này đồ nọ, thì khi mình mất mình vẫn có cái cảm giác đó. Nhưng mà thật sự mình không có thân người để chứa đồ ăn. Nhưng mà cảm giác nó cũng làm cho con người rất là đói khổ, cứ đi xin ăn hết nhà này đến nhà kia. Cho nên mỗi buổi chiều á, quý vị mà ăn cơm á, sau 6-7 giờ, quý vị đừng có làm khua chén, khua đũa nhiều. Tại vì vong linh nó đói đầy xung quanh nhà mình, nó vô, nó ăn không được, nó tức, nó phá. Nó có vụ đó nữa đó. Thì mình cẩn thận chút. Mình cũng đừng có nên cúng vong linh ở sau nhà mình hay trước nhà mình. Tại mình cúng một lần họ ăn quen, khi họ chết là họ thành homeless, là họ không không họ vẫn không có tâm từ bi. Lúc tại lúc sống á, họ không có tu tập. Khi họ không có tu tập á thì chết cũng giống nhau, cái lòng tham, cái lòng ích kỷ, sân si á, nó còn dữ hơn lúc còn sống nữa. Thì mình đừng có tập cái thói quen của họ đến nhà mình hoài, để xin ăn hoài, mình không có cung phụng được hoài. Mình là người dương, mình phải tính theo cái chuyện người dương. Lâu lâu á, như Việt Nam á, gầm tháng 7 á, thì cho họ ăn buổi, như mình đãi tiệc đó mình. Nhưng mình phải khấn trong lòng, hôm nay tôi chỉ đãi tiệc quý vị ăn buổi thôi nha, quý vị đừng có tới nhà tôi ăn quen rồi phá gia đình tôi, phá con, phá cái hoài, làm cho nó ăn học không được. Tối rủ con tôi thức khuya chơi game tối ngày, đó là mấy ma nó xúi dục. Rồi tối ngày cứ giỡn với tôi, làm cho tôi không có ngủ được. Vong linh là họ là một cái luồng điện, điện âm. Họ đến gần mình á, mình có cảm giác, nhưng mà mình chỉ không có thấy được thôi. Và đồng thời họ làm cho mình rất là khó chịu, là ngủ, ăn uống rồi cũng không ngon, ngủ không được nữa. Từ đó mình mất sức khỏe. Kế tiếp thì đọc cái bài Đờn Kêu của một người có điển thiên viết bài này. Để mình nói hết mấy cái linh hồn bất tử đi. Tâm thiện là về thiên đàng. Mình những người có cái tâm lương thiện như thời nay Phật tử, nhưng mà phải là lương thiện thật, chứ không phải mình